Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Quảng trường và đền thờ Thánh Phaero sẽ đóng từ ngày 10 tháng 3. Nước Ý ngân mọi thánh lễ, Đức Thánh Cha cho livestream thánh lễ hàng ngày để mọi người hiệp thông. Tòa sứ thần tại Hoa Kỳ hủy lễ kỷ niệm 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha vì lo ngại sự lây lan của virus corona. Tin Vatican, quảng trường và đền thờ Thánh Phaero sẽ đóng từ ngày 10 tháng 3. Thêm vào các biện pháp để ngăn ngừa sự lây lan virus corona, Tòa Thánh đã quyết định đóng cửa quảng trường và đền thờ Thánh Phaero từ ngày 10 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4, trừ khi có quyết định khác. Ngày 10 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, phối hợp với các biện pháp do chính quyền Ý đưa ra, một số biện pháp khác đã được đưa ra ngày hôm nay để tránh sự lây lan của virus corona. Kể từ hôm nay, quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô sẽ đóng cửa đối với các cuộc thăm viếng có hướng dẫn cũng như đối với khách du lịch. Hiệu thuốc và siêu thị thức ăn và đồ dùng của Vatican vẫn mở, nhưng giới hạn số người vào. Cũng từ hôm nay, để ngăn ngừa, bưu điện di động tại quảng trường Thánh Phêrô, hai tiệm sách của nhà xuất bản Vatican, dịch vụ ảnh của báo Osservatore Romano, quan sát viên Roma vẫn sẽ có thể truy cập trực tuyến và cửa hàng quần áo của Vatican sẽ đóng cửa. Quán ăn dành cho nhân viên Vatican sẽ đóng cửa từ ngày mai 11 tháng 3, nhưng sẽ có một dịch vụ giao đồ ăn theo yêu cầu của các văn phòng khác nhau của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Các biện pháp này sẽ vẫn có hiệu lực, trừ khi có quy định khác cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2020. Trước đó, để tránh việc nhiều tín hữu xếp hàng kiểm tra an ninh để vào quảng trường đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật và dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào sáng thứ tư. Đức Thánh Cha đã quyết định không xuất hiện ở cửa sổ dinh tông tòa cũng như trong quảng trường trong hai dịp này. Thay vào đó, Ngài sẽ đọc kinh truyền tin và dạy giáo lý từ Thư viện dinh tông tòa và hai sự kiện này được livestream chiếu trực tiếp cho các tín hữu hiệp thông. Cho đến nay, mới chỉ có một trường hợp dương tính với virus corona được phát hiện trong lãnh thổ thành Vatican, liên quan đến một linh mục đến khám bệnh tại phòng khám Vatican. Tin Italia, nước Ý ngân mọi thánh lễ, Đức thánh cha cho livestream thánh lễ hàng ngày để mọi người hiệp thông. Đức thánh cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi của ngài với các người đau bệnh, những người phải cách ly, những người không thể đi lại trong tình cảnh khó khăn này bằng quyết định sẽ livestream, chiếu trực tiếp thánh lễ ngài cử hành riêng lúc 7 giờ sáng hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni nói, liên quan đến tình hình cụ thể do nguy cơ lây lan COVID-19, Đức thánh cha đã ra lệnh rằng các thánh lễ mà Ngài cử hành riêng tại nhà nguyện thánh Matta trong những ngày tới sẽ được truyền chiếu trực tiếp qua Vatican News và được Vatican Media phân phối cho các phương tiện truyền thông liên kết và những người yêu cầu để cho phép những người muốn theo dõi thánh lễ bằng sự hiệp thông trong cầu nguyện với vị giám mục của Roma, ngay cả khi thánh lễ không có sự tham dự của tín hữu bên ngoài thì việc truyền hình trực tiếp có thể giúp cho bất kỳ ai muốn theo dõi thánh lễ. Việc cử hành thánh lễ hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện thánh Mata là một trong những điều mới lạ đặc biệt nhất của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã đón nhận hàng ngàn tín hữu theo từng nhóm nhỏ đến tham dự thánh lễ. Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện ở Dinh Tông Tòa, thường là chỉ với vị thư ký riêng rất ít khi các khách bên ngoài vào tham dự nhưng từ khi làm giáo hoàng đức phanxicô đã muốn có các giáo dân tham dự những tháng đầu tiên đức thánh cha cử hành cho nhân viên của vatican lần lượt mọi người đều được tham dự thánh lễ riêng tại nhà nguyện thánh mata những năm tiếp theo đức thánh cha dành cho giáo dân các giáo xứ thuộc giáo phận roma những bài giảng ngắn nói buông không có văn bản soạn trước được tóm tắt bởi Radio Vatican, Vatican News và báo Osservatore Romano đã trở thành một điểm tham chiếu cho nhiều người trên thế giới. Cho đến nay, Đức Thánh Cha không muốn toàn bộ thánh lễ được phát thanh hay phát hình trực tiếp. Theo cha Federico Lombardi, Đức Thánh Cha muốn duy trì đặc tính thân thuộc trong thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện Thánh Marta với sự hiện diện của một nhóm tín hữu vì lý do này, mặc dù có các yêu cầu, Ngài không muốn thánh lễ được phát trực tiếp trên video hoặc âm thanh. Nhưng bây giờ, do tình hình khẩn cấp trong những ngày này, cho đến ngày 3 tháng 4, trên toàn nước Ý sẽ không có thánh lễ cho giáo dân. Đức Thánh Cha đã đồng ý cho livestream, truyền hình trực tiếp thánh lễ ngày cử hành hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta từ thứ hai ngày 9 tây tháng 3. Như thế, hàng ngày Đức Thánh Cha có thể gần gũi với các gia đình và tất cả những người đang chịu đau khổ trong thời điểm này. Tin Vatican, Tòa Sứ Thần tại Hoa Kỳ hủy lễ kỷ niệm 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha vì lo ngại sự lây lan của virus corona do những lo ngại lây nhiễm virus corona tại Hoa Kỳ. Sứ thần tòa thánh tại nước này và quan sát viên thường trực của tòa thánh tại tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã hủy một buổi cử hành được dự định tổ chức vào ngày 13 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, Đức Sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre nói rằng, Việc hủy sự kiện này là một hành động khôn ngoan thận trọng, được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa theo thông tin của các quan chức sức khỏe địa phương và quốc gia. Đức Sứ Thần cho biết không có trường hợp nhiễm virus nào tại Tòa Sứ Thần và các tổ chức công giáo khác cũng hủy các sự kiện trong thời gian này vì những đe dọa từ virus corona. Tính đến ngày 8 tháng 3, các trường hợp nhiễm virus corona đã xuất hiện tại hơn 30 tiểu bang của Hoa Kỳ và đã lên đến hơn 550 trường hợp. Theo truyền thống, Tòa Sứ Thần tại Hoa Kỳ thường tổ chức một buổi tiếp tân cho khách mời nhân dịp kỷ niệm Ngày Đức Giáo Hoàng được bầu chọn, trong thông báo về việc hủy bỏ lễ kỷ niệm, Đức Sứ Thần tại Hoa Kỳ đã cảm ơn sự cảm thông của mọi người về quyết định này và kêu gọi họ cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi virus corona. Một điểm tin xã hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.